Bao đức lành tự dung út ta măng ghê na quanh đê hăng thăm măng cha đu vi thô ta măng thăm mê vô ca li tô đô sô thăm mô ca ma tu tăng ma măng pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô quy y pháp bảo chánh trăng nguyện lời chẳng thật tác thành thánh diệu năm vấp trốn niềm sám hối những lỡ sơ hành lầm lỗi vô minh tự thân khẩu ý sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung út ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khăn cha đu vị thô ta mang thân khế vô ca li tô sô sẵn khô kham ma tu tăng ma mang tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quý ấy tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chẳng thật tác thành thánh viên dẻo năm vấp trốn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung và nam mô bút tha giá. Dạ con thay mặt cho tất cả phật tử kính dâng lên nha sư một lời tri ân. Bạch sư đã hoan hỷ từ truyền tam quy ngũ giới cho hàng phật tử chúng con, và chúng con rất là tri ân bạch sư. Và sau đây con xin nhường biết lại cho sư để sư điều hành chương trình. Dạ. Dạ, sa tú lành thay. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 20 phút rồi. Còn 10 phút nữa pháp sư mới đến. Bây giờ trong khi chờ đợi pháp sư đến, sư tụng cho quý vị nghe bài hạnh phúc kinh nha. Thật ra trong bài hạnh phúc kinh này đó, nếu mà chúng ta hành theo lời Phật dạy đó thì chúng ta được hạnh phúc. Chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy: không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân thật là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Cái gì nhớ hết không? 38 điều hạnh phúc. Thôi thì bây giờ mình nhớ vài điều thôi nha. Cái điều ở đây á, Đức Phật dạy là tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Như thế nào là tự chủ sống phạm hạnh? Giờ quý vị nghĩ sao câu này? Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Mình sống mình phải có tự chủ với chính mình ha. Tự chủ ở đây người người có tự chủ là người có tự tin, người có tự tin.
tự tin, người có tức là mình nghĩ rằng mình sẽ tu hành được, mình sẽ làm được, tự chủ. Thì cái người mà tự chủ là cái người đó, nếu như nói theo Phật giáo đó, là cái người biết là tu tập, làm những điều thiện lành, sống coi như là sống sống chánh niệm tỉnh giác đó. Thì tự chủ mình phải làm chủ với chính mình, làm chủ thân khẩu ý của mình. Mình phải biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái người mà có hiểu biết như vậy đó, người đó người ta tìm nơi thanh vắng, tức là ly dục ly ác pháp, rồi thực hành thiền định thiền quán ha. Thứ nhất, muốn thành tựu á, muốn thành tựu thiền định thiền quán á, là người đó thứ nhất là phải ly dục. Quý vị nhớ mình phải ly dục là cái chuyện đầu tiên, là không có chạy theo cảnh, không có đam mê trong cảnh, không có chạy theo tiền tài danh lợi, mình phải ly dục. Cái thứ hai là ly ác pháp, là không tham, không sân, không si, không để cho tham sân si chi phối. Rồi tu thiền định, tại cái người mà tu thiền định là người đó mới tự chủ được. Người tu thiền định là thứ nhất á, người đó phải biết thu thúc lục căn. Tại vì mình thu thúc lục căn được á, thì mình chặn được cái tham. Tại vì khi lục căn tiếp xúc với lục trần á, nó sinh ra lục 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 tham, lục ái ha. Nó như ý á, thì nó tham, mà không như ý thì nó nổi sân đó. Nên người phải biết thứ nhất á, là phải biết thu thúc lục căn. Tức là có nghĩa là lục căn là tai mắt mũi lưỡi thân ý, mình tập làm sao thấy thấy như thấy thôi, thấy như thấy, thấy mình biết hết á, mình thấy người, thấy cảnh, thấy hoa, thấy lá, mình biết hết á, nhưng thấy chỉ là thấy thôi, không tham, không sân. Nghe chỉ là nghe thôi, mình nghe hết á, nghe người ta nói gì mình hiểu hết á, nghe nhạc mình biết á, nhưng không có tham, không có tham đắm. Cảm thọ, cảm thọ cũng vậy, cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, không tham, không sân. Ý nghĩ chỉ là ý nghĩ thôi, không có đam, không có dính mắc trong cái ý nghĩ của mình đó. Người mà biết là thu thúc lục căn, người đó là biết làm chủ chính mình. Rồi khi mà thiền định đó, thì khi cái người có năm chi thiền định, nó đối trị với lại năm cái triền cái, năm cái chướng duyên đó. Năm cái chướng duyên đó là tham nè, sân nè, hôn trầm trạo cử nè, phóng dật hoài nghi ha, năm cái thiền cái đó đó. Thì cái người tu thiền định đó, thì nó cũng có năm chi thiền để nó đối trị, đó là tầm tứ hỷ lạc định đó. Nhưng mà cái người nào mà có tầm á, thì nó trị được cái tâm tham ha. Người có tứ á, thì nó trị được cái, tâm. Khi mà có hỷ á, nó trị được cái tâm sân ha. Hỷ nó trị được tâm sân, tầm tứ hỷ lạc. Nó có khi mà có an lạc á, thì nó trị được hôn trầm trầu cử ha. Định á, cái người định thì nó trị được cái tâm gọi là phóng dật. Thì năm cái chi thiền này đó, nó sẽ trị được năm cái thiền cái. Rồi khi mà người mà được như vậy đó, là người sống tự chủ, sống được an vui. Dạ mô Phật, kính chào đạo tràng. Sư đã thấy thầy kinh đến với lớp học rồi. Thầy kính chúc quý vị thính pháp được an vui nha. Kính chào thầy kinh. Rồi ước mong quý vị được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Bây giờ mời Nguyên Như thỉnh cầm mai nha, cầm mai nói vài lời mời thầy giảng bài học hôm nay ạ. Nguyên Như có trước lớp không? Rồi, cảm ơn.
Nam mô Tham Ma Giá, dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính chào thầy kinh, xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa thầy, hôm nay con cũng thấy lớp mình có nhiều học viên mới thưa thầy. Con thấy có đạo hữu học trò, có cô Huệ Vân, dạ là hai Phật tử mới. Con thấy nhiều, có nhiều bạn nữa nhưng mà chắc chưa chưa vô kịp. Dạ bây giờ con thời gian cũng vừa, giờ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khải. Kính lễ chư Phật Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Rõ ha, rồi hôm nay sạch nhóm học viên mới nha. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại học tiếp kỳ trước học tới đâu ha. Gì quá. Trước học tới là thuần thân thuần tâm hay sao? Thuần thân thuần tâm. Alo. Đúng không vậy? Học tới đâu cho biết lại xíu. Thuần thân thuần tâm. Rồi đúng không? Ok. Rồi, vậy hôm nay chúng ta học tiếp theo còn hai cái tâm sở biến hành chót nữa là ta học đủ 19 tâm sở tình cảm biến hành. Rồi trước khi vào buổi học thì chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammasambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayami. Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami. Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghaṃ Namāmi. Sammāsambuddhamatulaṃ Sasattham Bhagavato Dhammaṃ Abhivādayapāsesaṃ Abhidhammatthassangaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta chương trình cũng có 3 phần. Phần thứ nhất là mình đọc kệ Pali về 38 pháp hạnh phúc, đọc rồi cả là đọc kệ luôn. Phần thứ hai là học vào bài, thứ ba là chúng ta có vài câu đố vui để cho rồi hoàn hỷ ha. Rồi, xin mời tất cả quý vị hoan hỷ cùng nhau lên đọc để gây nhiều cái sự hào hứng cho room và tạo nhiều phước báo. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bức Thầy Giá, dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Bạch sư có thể lên đọc trước rồi lớp tụi con đọc theo bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Tâm ạ. Mô Phật, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Để chào, kính chào thầy kinh và kính chào lớp học. Bây giờ sư đọc bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Ba hữu sắc chanh chá si pan chá vi nha dô chá su si khi tô su pa si ta chá ya qua chá e tăng ê tăng măng gá la mút ta măng đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất lành cao thượng. Being learned, being aesthetic, being self-disciplined, being of pleasant speech, highest happiness. Ok, xin mời vị kế tiếp nha. Thế là sư xin đọc lại. Bahu sắc chanh chá, si pan chá,
Vinayo cha Susi Khito Supasita cha Yawa cha E tăng Mangalamuttamang Đa văn ngà nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being ascetic, being self-disciplined, being a pleasant speech, high yet happiness. Rồi, sư xin gửi mic lại cho đạo tràng nhé. Mời chị Lạc Lê. Mời đạo tràng. Kính mời đạo tràng, mời học trò, mời cô Hà Vân, Hồng Nguyễn Mộng, Lạc Lê, mời Nguyên Như, mời Phật tử Vinh, mời VN, mời Thi Lâm, mời Thi Lâm. Quý vị không đọc được tiếng Anh thì đọc tiếng Pali với tiếng Việt cũng được nha. Đọc đại mà không sao đâu. Sư đọc tiếng Anh cũng như đọc như cọp nhai đậu phộng này. Dạ Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thầy thiền thực kinh. Dạ từ bi, con không có đọc được tiếng Anh. Dạ thì có thể là cho con đọc tiếng Pali. Dạ con xin đọc ạ. Sát chăn cha xích bành cha huy na sô cha su khi khi tô su pha si ta cha già và cha e tăng măng ca la mút ta măng. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Bà hồ su su chát bà hồ sát chân cha si bành cha quý na yô cha su khi khi tô su pha si ta cha già qua cha cha e tăng măng ga la mút ta măng. Dạ đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất chân chắc là phúc lành cao thượng. Chánh cha si pành cha vi na vô cha su khi su si khi tồn su pa si ta cha ya qua cha e tăng măng ga la mu ta măng. Bahu sat chan cha si pen cha vi na yo cha su khi pha si ta cha ya qua cha e tăng măng ga làm một ta măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi sống đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những chân chất chắc là phúc lành cao thượng. Dạ con đã đọc xong và dạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp và dạ, con tiếng Anh và dạ, con Nam mô Bố Thầy giá. Dạ con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên vừa mới vào đạo tràng. Dạ thưa cô, lớp đang đọc bài về cái hạnh phúc kinh với lại kệ đó cô. Thành ra Nguyên Như xin kính thỉnh cô lên để cho tụi con nghe được cái giọng oanh vàng của cô Tuệ Duyên. Tự vì mấy bữa trước là con nghe cô hát kệ rất là hay bên Rung Ngài Trí Đức mà ở bên Nguyên Như
Nguyên như đạo tràng thì con chưa có nghe cô. Dạ con xin cô cầm mic ạ. Dạ, sư thú lành thay. Dạ, kính cảm ơn Sích Minh Như. Dạ, trước tiên thì con xin kính đảnh lễ Thượng tọa Thanh Tâm, Thầy Kinh. Dạ, kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn đã cho biết nghe rõ. Dạ. À, thì tự nhiên cũng xin tham gia thì lâu lâu giờ này lên bên Việt Nam á, chùa có hơi bận việc cho nên là giờ này tự nhiên ít có vào được lắm. Hôm nay thì chùa cũng không có việc giờ này cho nên là tự nhiên tranh thủ để vào tham gia. Dạ, cảm ơn chị Lạc Lê. Thì theo Nguyên Như nói, mình vừa đọc và vừa kể bài kinh Pháp Cú số 38, Pháp Hạnh Phúc. Dạ, tự nhiên xin đọc. Ba hú sách chăng chất xít bành cho quý na dô cho sư xích xít tô. Cái su sĩ khi tổ su phà sĩ ta cái già hòa trà e đăng măng gặp là bút ta măng bà hút sách trần chấp sĩ bà nghe tâm măng gặp là bút ta măng đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật cao thượng. Tự nhiên chỉ đọc tiếng Việt với tiếng Bali thôi, còn tiếng tiếng Anh thì tự nhiên buồn không biết đâu. Và bây giờ tự nhiên xin kể. Trước trước đây thì bài này thì không có kể, chỉ có đọc thôi mà. Nhưng bây giờ để tự nhiên kể thử coi nó như thế nào. Ba hú sách chăn cha xịt bánh cha quy na vô cha xu xịt khí tô su pha si ta cha già quá cha ê tăng măng ra sách chăn cha xì bánh cha quy na vô cha su xì khí tô su pha si ta cha già quá cha ê tăng măng ga la bồ ta măng đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Dạ tự nhiên cũng vừa đọc và vừa kể xong. Dạ kính nhưng mất là đạo tràng. Sa thú sa thú sa thú cô. Dạ con xin đọc bài cả bài kinh Pháp Cú số 38 Pháp Hạnh Phúc. Bà hú sắc chành chá xíp bành chá quý ná dô chá xú xích khí tô xú phà xí tà chá già hòa trà ê tầng mằng gá lá mút tá mằng bà hú sắc chành chá xíp bành chá quý ná dô chá xú xích khí tô xú phà xí tà chá già hòa trà ê tầng mằng gá lá mút tá mằng đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self-disciplined,
been a pleasant speech, highest happiness. Bahu sachan cha sipan cha Vinayo cha su sikhito Sufasita cha yawa cha Etang mangala muntamang. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng và kính chào thầy kinh. Dạ con xin đọc Hạnh Phúc Kinh 38 Hạnh Phúc Kinh ạ. Kinh 38 Hạnh Phúc. Dạ cảm ơn cô Tuệ Duyên đã cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn Châu Nguyễn. Bà hú sắc chành chá xít bành chá vi na dồ chá xú xít khí tù su phà xí tà chá hòa chá già hòa chà ê tăng mằng gá la mút tá mằng. Bà hú sắc chành chá xít bành chá vi na dồ chá xú xít Kipo su pha si ta chao ya wa cha e tang mang ga la mut ta mang. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self disciplined, being of pleasant speech, highest happiness. Kelly, Kelly, Kelly. Bahu sắc chân cha xếp bên cha Vì na yêu cha Su khi si tô Su pha si ta Chà ya wa cha e tăng măng ca là muốt ta măng bà hú sắc chân chà xếp ban cha vi na yo cha su khít si tô su pha si ta chà ya wa cha e tăng măng ca là mua ta măng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ nếu mà con có đọc sai chỗ nào, dạ con kính mong thầy sửa ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Dhamma, Nam mô Sangha. Dạ thưa con Châu Nguyễn con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên,
Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Bà hú sắc trần cha xếp bành cha huy ná dù cha xú xích khí tù su phà xí tà cha già hòa cha ê tầng mằng gá la mút ta mằng. Bà hú sắc trần cha xếp bành cha huy ná dù cha xú xích khí tù su phà xí tà cha già hòa cha ê tầng mằng gá la mút ta mằng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self-disciplined, being a pleasant spirit, highest happiness. Bà hú sát chân cha si ban cha quý na yo cha su si khi tô su pha si ta cha ya wa cha ê tăng măng ga là mua ta măng. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn thầy, con cảm ơn đạo tràng, con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nguyên Như thấy Chánh Tâm vừa vào đạo tràng rồi. Chánh Tâm ơi, hồi nãy giờ cả lớp đọc bài với lại kệ đó. Chánh Tâm chưa có bao giờ lên, thôi lần đầu tiên thử mic kệ một lần lụm vước Chánh Tâm. Dạ, Nguyên Như xin mời Chánh Tâm nha. Hello, xin con, dạ, dạ cho con thời gian nữa để con sẽ cố gắng con học rồi con sẽ lên đọc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Chánh Hạnh và vừa mới vào đạo tràng. Con không biết là sư bận, sư có cầm mic để kể cho tụi con nghe được không bạch sư, hay là sư đã bận đi công vụ rồi. Nếu mà được thì sư giơ bàn tay xinh đẹp của sư nha bạch sư. Rồi như không có thấy sư giơ tay rồi, chắc sư đang bận rồi. Dạ mời bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành có xung phong lên kể với lại đọc bài hôm nay được không vậy bác sĩ? Bác sĩ có đang rảnh không? Hay là đang bận mít rồi? Cho Nguyên Như tín hiệu ạ. Dạ, Nguyên Như cũng không thấy có ai nữa rồi. Như vậy thì con nghĩ là phần trả bài đã xong rồi thưa thầy.
Dạ con xin thỉnh thầy cầm mic để dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay thưa thầy. Con xin nhường mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, xa thứ và kính lễ chư Phật Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Giờ chúng ta tiếp tục học bài nha. Rồi thì hôm nay chúng ta học tiếp hai cái tâm sở cuối của 19 tâm sở tình hải biến hành. Và hôm nay chúng ta học về tâm sở thứ 18, 19 là tâm sở chánh thân, chánh tâm. Chánh thân, chánh tâm. Copy mấy chữ ra cái. Chánh thân chữ nữa tâm sở chánh thân tâm sở chánh tâm rồi ca yut chukata che tất sĩ khá là tâm sở chánh thân chích tút chukata che tất sĩ khá là tâm sở chánh tâm. Nếu mình bỏ cái chữ che tất sĩ khá ra cũng được ha, cho nó gọn cũng được, là chánh thân chánh tâm thôi cũng được, nhưng mà thôi ghi luôn cho nó đủ đi. Ghi luôn cho đủ thì tâm sở chánh thân là ca yut chukata che tất sĩ khá, chích tút chukata che tất sĩ khá là chánh tâm. Rồi bây giờ cái chữ ú chú, cái chữ ú chú, chữ này là chữ ú chú. Chữ ú chú, cái chữ nằm ở trong cái chữ ca dứt, ca dứt cái ta, cái chữ ú chú là nghĩa là ngay thẳng, ngay thẳng. Chữ ú chú đó có nghĩa cái từ cái chữ đó, căn chữ đó là ngay thẳng. Rồi tới chữ này mình ráp vô ú chú cá cộng ta, thành ra nó thành ra cái chữ Uchukata. Uchuka cộng ta thành ra cái chữ Uchukata, có nghĩa là ngay thẳng chánh trực ha, ngay thẳng chánh trực. Thì hãy ngay thẳng chánh trực thì không cong vẹo, không quanh co, trọn nghĩa đó ha, là Uchukata, ngay thẳng chánh trực, không cong vẹo, không quanh co. Rồi, đó là cái chữ Uchukata, từ cái chữ Uchukka cộng ta. Rồi bây giờ mình nguyên một cái từ luôn. Kayut chukata che ta sĩ khác. Kayut chukata che ta sĩ khác. Nguyên cái từ đầu tiên ha, Kayut chukata che ta sĩ khác là sự ngay thẳng chân chánh của tâm sở. Sự ngay thẳng chân chánh của tâm sở. Hoặc tâm sở làm cho các tâm sở khác được ngay thẳng chánh trực. Tức là từ chữ ca yut chukata che tất sĩ khá, tức là sự ngay thẳng chân chánh của tâm sở. Tức là cái tâm sở này nó là một tâm sở nó là có phần sự có cái trạng thái là ngay thẳng chân chánh. Hoặc nói cách khác là tâm sở làm cho các tâm sở khác được ngay thẳng chánh trực. Tức là khi mà cái tâm sở này nó sanh lên thì những cái tâm sở khác sanh chung với nó là, sẽ được cái tâm sở này nó trợ giúp cho được ngay thẳng chánh trực, không có bị cong vẹo, không có bị quanh co. Thì như vậy đây là ca dút là chánh thân. Chánh thân, thân ở đây cũng cho chúng ta cũng nên hiểu nó là tâm sở chứ nó không phải là cái thân, cái body này của mình không, mà nó là cái phần của cái tâm, tức là thuộc về tâm sở thì được gọi là chánh thân. Tức là cái ca dút trước cái ta này nó là nói về một sự ngay thẳng, một cái sự chân chánh của cái tâm sở đó, và cái tâm sở này nó làm cho những cái tâm sở khác sanh chung với nó được ngay thẳng chánh trực luôn. Đó là cái nhiệm vụ của nó như vậy ha. Rồi xuống dưới là chích tút trước cái ta chê ta sẽ khác là cái thứ hai. Chích tút trước cái ta chê ta sẽ khác. Chích tút là từ chữ chích tá, chích tút là tâm. Chích tút chút cái ta chê ta sĩ khá là sự ngay thẳng của tâm. Tức là cái này là sự ngay thẳng của tâm.
tâm sở làm cho tâm được ngay thẳng chánh trực. Chích tuất cho cái ta chê tích khác, sự ngay thẳng của tâm, tức là tâm sở làm cho tâm được ngay thẳng chánh trực. Dứt kịp không? À, tức là chích tuất chúc cái ta là sự ngay thẳng của tâm, à, chê ta sẽ khác là tâm sở, à, thì cái tâm sở này á, nó làm cho tâm được ngay thẳng chánh trực. Còn cái ca dứt chúc cái ta chê ta sẽ khác là cái tâm sở làm cho các tâm sở khác được ngay thẳng chánh trực. À, một cái là làm cho tâm sở được ngay thẳng, được chánh trực, không cong vẹo, không quanh co. Một cái là làm cho tâm. Thì hai cái tâm sở này nó phối với nhau, nó hòa hợp nhau, nó điều động với nhau để nó làm cho tâm và tâm sở được ngay thẳng, được chánh trực, được tốt đẹp, không cong vẹo, không có bị quanh coi. À, đó là hai cái tâm sở mà chúng ta được biết, được trình bày là thuộc về tâm sở chánh thân và tâm sở chánh tâm. Rồi xuống dòng ha, mình nói cách khác hai chấm, mình theo một cách khác nữa để cho cái vấn đề nó được sáng tỏ đó ha. Nói cách khác, pháp nào là sự ngay thẳng? Pháp nào là sự ngay thẳng? Phải cách ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vẹo, không vặn vẹo, không quanh co. Pháp nào là sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vẹo, không vặn vẹo, không quanh co. Của, không quanh co, của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là chánh thân. À, nó một cách rõ ràng ha. Tức là pháp nào là sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vẹo, không vặn vẹo, không quanh co của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thì cái đó là chánh thân. Hay mình như nãy mình học đó là chánh tâm sở đó, là chánh thân, chánh thân là chánh tâm sở. Đó là cách nói một cách khác, là cái nào mà làm cho thọ tưởng hành quẩn được ngay thẳng, không cong vẹo, không quanh co, thì cái đó là chánh thân. À, thọ tức là tâm sở thọ, tưởng tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở còn lại, tức là cái tâm sở nào làm cho những cái tâm sở này được ngay thẳng, không cong vẹo, thì được gọi là chánh thân. Rồi xuống dòng, pháp nào là sự ngay thẳng, pháp nào là sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vẹo, không vặn vẹo, không quanh co. Pháp nào là sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vẹo, không vặn vẹo, không quanh co, của thức quẩn, của thức quẩn là chánh tâm. À, nói một cách rõ ràng để chúng ta nắm được cái chi pháp một cách chính xác ha. Tức là pháp nào làm cho làm một cái sự ngay thẳng, cách nghĩa, à, thức quẩn đây tức là có nghĩa là tâm, à, thức là về tâm, còn thọ tưởng hành là thuộc về tâm sở. À, thì như vậy là pháp nào là sự ngay thẳng, không có cong vẹo, không có quanh co, thì cái đó, thì cái đó của thức quẩn, thì cái đó. Đó là, à, tức là ở đây chúng ta phải hiểu chính xác cái vấn đề đó như vậy ha. Tức là những cái pháp nào mà nó là một cái sự ngay thẳng, một cái sự mà thẳng, không có bị mà thiên lợ lệch, không có bị cong vẹo, không có bị mà luồn lách, không có bị mà là co quanh, không có bị mà vặn vẹo, là những cái trạng thái tâm của mình nó có những cái trạng thái ngay thẳng tốt đẹp như vậy đó. Mà cái nào mà làm cho là nó cho thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn được như vậy đó, thì cái đó được gọi là tâm sở chánh thân.
Còn cái nào mà làm cho tâm được ngay thẳng, được tốt đẹp, không cong quẹo, được chánh trực thì cái đó cho thức uẩn thì cái đó thuộc về chánh tâm. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải được hiểu là như vậy. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa. Đúng rồi. Tứ ý nghĩa. Một, chân tướng. Một, chân tướng. Chân chánh và ngay thẳng của tâm và tâm sở. Chân tướng hay là trạng thái đi, ghi về trạng thái cho nó đồng bộ. Một là trạng thái chân chánh và ngay thẳng của tâm và tâm sở. Chân chánh và ngay thẳng của tâm và tâm sở. Chân tướng mình ghi trạng thái để cho nó ăn một đồng bộ từ lúc đầu tới giờ luôn. Rồi số 2, phận sự. Đối trị sự tà vại, sự không chánh trực. Đối trị sự tà vại, sự không chánh trực. Số 3, sự thành tựu được chân chánh không tà vại không cong vẹo. Được chân chánh không tà vại không cong vẹo. Số 4, nhân cần thiết phải có tâm sở và tâm nhân thiết, là tâm sở và tâm. Rồi đó là cái tứ ý nghĩa của hai cái tâm sở này. Thì cái trạng thái của nó, của hai tâm sở này là một cái trạng thái chân chánh, một cái trạng thái ngay thẳng của tâm và tâm sở. Còn phận sự của nó là nó đối trị, đối nghịch, là nó đối trị lại cái sự mà tà vại, cái sự mà không chánh trực, cái sự mà méo mó, cái sự mà không thật. Chẳng hạn như giờ khi mà chúng ta có một vấn đề gì đó mà khởi lên một cái sự mà nói dối, cái tâm mình khởi lên muốn cái sự nói dối thì lúc đó cái tâm mình nó bị méo liền, cái tâm mình nó bị giống như nó bị tà vại, nó bị khởi lên một cái trạng thái là không có được ngay thẳng. Một cái trạng thái méo mó, một cái trạng thái không có trong sạch, thì như vậy là nó làm cái tâm mình nó bị rơi vào cái trường hợp là không chánh trực. Cho nên cái phận sự của hai tâm sở này là nó bẻ lại, nó bẻ cái sự tà vại, sự không chánh trực, nó làm cho tâm được ngay thẳng. Khi chúng ta có được cái tâm thiện, khi mình khởi được những cái tâm thiện lên thì cái tâm sở này nó giúp cho cái tâm mình nó được ngay ngắn thẳng thớm, không có bị là tà vại, không có bị méo mó, không có bị là xấu. Đó là cái phần sự của nó làm như vậy. Thành được cái sự chân chánh, hoàn thành được cái sự ngay thẳng, hoàn thành được cái sự là không có bị méo mó, không có bị thiên lệch, không có bị tà vại, không bị cong vẹo. Đó là sự thành tựu của nó. Khi nào thành tựu được như vậy thì chúng ta đã làm được cái vấn đề ngay thẳng. Khi tâm mình mà lúc mà chúng ta có những cái trạng thái xấu lên thì lúc đó mình mới thấy được cái sự ngay thẳng của tâm. Khi mà cái tâm mình méo mó, tâm mình có cái sự mà tà vại, mà lúc đó mình bẻ lại được đó, mình tắt ý khéo, mình sửa tâm cho ngay thẳng lại, không bị lường lọc, không bị nói dối, không bị là vô những cái trạng thái mà là tà vại, thì lúc đó mình sửa được, mình bẻ cái tâm lại ngay được, lúc đó mình mới thấy được cái sự mà
chân chân chánh của nó, cái sự ngay thẳng của cái thái tâm thiện. À, có lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự thành tựu của nó, đem đến cái sự lợi ích cho tâm mình rất là tốt đẹp. Và cái nhân cần thiết là bắt buộc phải có tâm sở và tâm. À, không có tâm sở và tâm thì không thể có những cái loại tâm sở này phát sinh. À, đó là hai cái tâm sở cuối cùng mà chúng ta học. Hai tâm sở cuối cùng của 19 tâm sở tịnh hải viên hành. À, tức là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm vô thân vô tâm thích thân thích tâm thuận thân chánh thân chánh tâm. Đó là mình học xong hết 19 cái tâm sở. Và khi mình học hết 19 tâm sở này thì mình cố gắng mình tụng ha. À, mình tụng giống như mình tụng kinh vậy. Tụng như thầy và thuộc. À, khi mình tụng thuộc xong rồi cái mà mình mới ứng dụng được trong cái vấn đề này. À, chứ không thôi mà mình không nhớ, mình đụng chuyện, mình không có biết cách. À, mình không có biết cách để mà mình hướng cái tâm mình cho nó đúng đắn. Thì trong những cái cặp mà tịnh thân, tịnh tâm, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuận thân, tâm, chánh thân, đó, đó là những cái cặp song sinh, đó, nó đi từng cặp vậy đó. À, thì những cái này đồng sanh cùng lúc, tức là 19 tâm sở này, nó đồng sanh trong tất cả những cái loại tâm tịnh hảo. Khi chúng ta khởi một cái tâm thiện lên, chẳng hạn như giờ mình khởi một cái tâm là muốn bố thí, à, khởi cái tâm để được mà ban phát, được cho, giúp đỡ người ta, thì khởi cái tâm bố thí lên, thì 19 cái thằng này nó sanh cùng lúc. À, nó sanh một loạt lên như vậy. À, 19 thằng nó đồng sanh trong cái tâm thiện đó. À, cho nên đây là một cái sự mà rất là lợi ích trong cái sự mà chúng ta khởi tâm về thiện pháp. Rồi chẳng hạn như mình hành thiền các bạn, mình khởi cái tâm muốn hành thiền thôi đó. Ví dụ như vậy, hôm nay mình giờ mình ngồi xuống hành thiền để cho tâm mình được tốt đẹp, thì khi mình khởi được cái tâm lên thì 19 thằng này nó sanh liền, đồng sanh liền trong tâm mình. À, và đây là một cái vấn đề mà chúng ta nên thường xuyên khởi tâm thiện mình cho thật là nhiều trong cái đời sống hàng ngày. À, phải hành thiền, phải trì giới, phải bố thí, phải cung kính, phải khiêm nhường, phải lễ phép, đủ thứ vậy. Những cái trạng thái thiện pháp mình làm được thì tâm mình càng ngày nó càng tốt đẹp, nó càng ngày nó càng mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, càng ngày nó càng phải thích ứng với những cái thiện pháp. À, có vậy thì lâu ngày là chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều cái lợi ích tốt đẹp. Bởi vì chúng ta gieo nhân lành thì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng quả lành. Đó là định luật ngàn thu. À, không có gì mà thay đổi được. Đó là chân lý. À, đó là bốn cái ý nghĩa mà chúng ta học về hai cái tâm sở này ha. Rồi, những điều cần nhớ xuống dòng. Những điều cần nhớ. Hai chấm. Có mặt trong các tâm tịnh hảo, có mặt trong các tâm tịnh hảo, đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tà tha, đồng sanh với 23 tâm sở còn lại, cộng 13 tâm sở tà tha. Hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký. Thuộc giống thiện, quả và duy tác. Đồng sanh với ba nhân thiện, bất tương ưng sắc quẩn.
bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, đây là những cái điều chúng ta cần nhớ, cần lưu ý ha. Thứ nhất là những cái tâm sở này, cái sanh nó luôn có mặt trong các tâm tịnh hảo, tức là có mặt trong tất cả những tâm nào thuộc về tịnh hảo, tâm tốt đẹp, chẳng hạn như những cái tâm thiện, tâm quả thiện, tâm duy tác, hay tâm thiền, hay là tâm siêu thế, đạo quả, thì nó đều có mặt trong tất cả những loại tâm đó. À, ngoại trừ những loại tâm là vô tịnh hảo và loại tâm là bất thiện thì nó không có mặt. Cho nên nó chỉ có mặt trong những loại tâm nào thuộc về nhóm, thuộc về tịnh hảo, nhóm tốt đẹp, nhóm trong sáng. Đó là cái điều chúng ta cần phải biết. Rồi nó đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo. Tâm sở tịnh hảo thì chúng ta học còn có 25. À, nhưng mà giờ này trừ hai cái thằng này ra, trừ cái hai cái mình mới học đó, ra thì nó còn 23. Nó đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại. Là mình nói chung, nhưng mà nó cũng tùy theo, có khi nó ít hơn, à, hoặc là có khi nó đầy đủ. À, bởi vì nhiều khi gặp những tâm thiện hợp trí thì nó có, còn thiện ly trí thì nó không có trí, nó thiếu những cái chi phần đó. Chúng ta học sẽ học về để nó sao. Rồi với 13 tâm sở thật tha, như vậy là đồng sanh với 23 tâm sở tình hảo cộng 13 tâm sở thật tha. Rồi nó hiệp cùng với tánh thiện và vô ký, tức là nó chỉ hiệp cùng, nó chỉ hòa hợp, chỉ hiệp cùng với cái tánh thuộc về thiện và tánh vô ký. À, vô ký là tánh thuộc về giống quả, nó chỉ hiệp với thiện và vô ký của thuộc về tịnh hảo, chứ nó không có thuộc hợp với những cái thể tánh xấu, thể tánh bất thiện. À, đó là vấn đề như vậy. Rồi nó thuộc giống thì thuộc giống thiện thì có nè, à, giống quả có, giống duy tác có, là nó thiện trong những tâm thiện có, trong những tâm quả nó có, tâm duy tác nó cũng có luôn. Thì phải thuộc cả ba thiện quả và di tác. Rồi nó đồng sanh với ba nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Thì chính vì nó đồng sanh với ba nhân thiện là có thể là hai nhân hoặc là có thể ba nhân nha, mình biết, nhưng mà nói chung là đồng sanh với ba nhân thiện. Thì khi nó đồng sanh với ba nhân thiện như vậy đó, thì nó là nhân thiện mà, là vô tham, vô sân, vô si, là ba cái nhân thiện. Thì ba nhân thiện này nó sẽ cho cái kết quả là những quả thiện. Đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải nắm một cái chính xác như vậy. Hãy gieo nhân thiện thì chúng ta sẽ được quả thiện, và gieo nhân lành chúng ta sẽ được quả lành. Cho nên đây là đồng sanh luôn với cả ba nhân thiện như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ như vậy. Và nó tương hợp với hai thọ hỷ và xả. Nó chỉ có hợp với thọ hỷ và thọ xả thôi, à, chứ nó không có hợp với thọ ưu hay là thọ khổ, thì nó không có hợp với thọ đó. Thì hợp hỷ với xả, à, đó là vấn đề như vậy. Bởi vì thiện là đâu đâu có ưu được, thiện thì không có ưu phiền, không có ưu buồn, hoặc là không có khổ, à, thiện thì không có những cái đó, chỉ có hỷ và xả. Rồi tương ưng với tứ danh quẩn, bởi vì nó là tâm sở. Tâm sở thì nó tương ưng với thọ, tưởng, hành và thức, à, tứ danh quẩn, nó chỉ tương ưng với bốn danh quẩn thôi. Còn sắc quẩn á, thì là bất tương ưng với sắc quẩn. Rồi xuống dòng, ghi chữ kết, hai chấm. Kết 19 tâm sở tịnh hảo này đồng phát sanh cùng tất cả tâm tịnh hảo. 19 tâm sở tịnh hảo này đồng phát sanh cùng tất cả tâm tịnh hảo, nên được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. 19 tâm sở tịnh hảo này đồng phát sanh cùng tất cả tâm tịnh hảo, nên được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Phải. Sáu tâm sở còn lại phát sanh tùy lúc, tùy tâm. Sáu tâm sở còn lại phát sanh tùy lúc, tùy tâm. Chấm. Rồi, tức là kết luận là chúng ta biết là 19 cái tâm sở tịnh hảo này, này chúng mình học á,
nó đồng phát sanh trong tất cả những loại tâm tịnh hảo. Cho nên chính vì như vậy á, đấy, bất cứ tâm tịnh hảo nào sanh nó đều theo hết, nó đều có hết. Thì như vậy chính vì do cái sự nó biến mãn như vậy đó, cho nên được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. À, tức là nó biến mãn biến hành trong tất cả những loại tâm tịnh hảo thì gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. À, còn sáu tâm sở còn lại đó, tức là ba tâm sở giới phần, hai tâm sở vô lượng phần và một tâm sở tệ quyền, thì sáu tâm sở còn lại này nó phát sinh tùy theo, tùy lúc, tùy tâm. À, thí dụ như giờ giới phần thì nó có tùy theo những lúc mà mình giữ giới thì nó mới phát sinh, còn không có là thôi. Hoặc là bi tùy hỷ, nó cũng tùy khi nào có đối tượng nào nó phát sinh tâm đó, tâm sở đó. Hoặc là tùy, hoặc là tuệ quyền thì nó những cái tâm nào mà hợp với trí tuệ thì nó mới phát sinh, còn không thì thôi. Thì như vậy sáu cái tâm sở còn lại nó phát sinh tùy theo, nó tùy lúc, tùy cái tâm, tùy theo loại tâm. Như cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ thì lúc đó nó có luôn cả cái tâm sở tuệ quyền, tại vì nó hợp trí. À, chúng ta biết là nếu mà nó ly trí thì nó không có trí tuệ quyền đó, nó không có trí tuệ. À, cho nên nó, chúng ta phải nên hiểu là sáu tâm sở này nó tùy theo trong vấn đề đó. Thì chẳng hạn như lúc mình giữ giới, chẳng hạn mình giữ cái chánh ngữ, giữ cái khẩu mình không có nói dối, không có nói đâm thọc, không có nói chia rẽ, không có nói điều phù phiếm này kia nào không, thì khi mà đụng chuyện có chuyện để mà nói á, à, thí dụ như có chuyện để mà mình khởi lên cái sự nói đó, thì lúc đó nếu mà mình là một người có tác ý để giữ giới đó, thì lúc đó chánh ngữ nó mới sanh. À, lúc đó chánh ngữ nó sanh để giữ cho mình không phạm giới, để cho mình không bị dính vào cái giới nói dối. Còn nếu mình không có giới đó, thì lúc đó chánh ngữ nó không sanh, bởi vì mình không có cái tác ý để mà giữ giới. Thì lúc mà đụng chuyện là mình nói tỉnh bơ, nói dối thoải mái. À, là khi mình khởi tâm mà mình nói dối rồi thì cái chánh ngữ không có. À, cho nên cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó cũng tùy theo. À, nó tùy theo cái lúc mà nó phát sanh. À, còn nếu mà mình không có tác ý hành pháp, không có tác ý tu về giới thì ba cái tập sở này là thôi, nó tá lả, nó vô phương mà nó sanh được, nó rất khó, không thể sanh được. Bởi vì người đời thường thường chúng ta có quan niệm nói dối không hại ai thì thôi không sao, tức là quan niệm theo kiểu đời, phương pháp của đời thôi. Nhưng mà trong thực tế, nói về trong cái tâm của mình đó, khi mà mình có cái sự nói dối, có cái sự lường gạt, có cái sự lường lọc đó, thì tâm mình luôn luôn là bất thiện, không thế nào là thiện đó. Dù cho mình nói dối với một cái nguyên do gì, hoặc là mình sát sanh với nguyên do gì, mình ngụy biện cái vấn đề đó là tốt là này kia nữa, nhưng mà bất thiện là bất thiện, bởi vì lúc đó cái tâm mình nó bất thiện, tâm mình nó không có thể thiện được. Ví dụ như mình nói mình chánh nghiệp, mình làm việc đúng, mình hành đúng, mình ăn cắp của thằng nhà giàu, mình cho cái thằng nhà nghèo. À, mình nghĩ vậy, nhưng mà khi mình ăn cắp cái thằng nhà giàu thì chắc chắn là mình không có thể chánh nghiệp được, nó là tà nghiệp chứ không thể chánh nghiệp được. À, nhưng mà mình nên biết là như vậy, bởi vì nó nói về cái thực tính pháp là không có cái người thứ ba xen vô để mà phán quyết phán xử, mà nó như thế nào thì nó là như thế đó. Thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. À, chúng ta không thể mà ngụy biện, mà lừa lọc, mình lường gạt chính tự thân mình. À, thấy mình sai là mình sai, mình đúng là mình đúng. Cho nên học pháp á, chúng ta thấy khi mình học tới mức độ mà chúng ta nắm được cái cốt lõi của pháp á, thì chúng ta tự nhiên mình biết. À, khi mình sai là mình biết liền. À, mình bậy là mình biết liền. À, mình đúng là mình biết. Cho nên người học đúng đắn thật sự, người đó biết sai, biết lỗi, biết đúng. Và khi mình sai, mình chấp nhận mình sai, mình làm bậy, mình chấp nhận mình làm bậy, mình như vậy mới thật sự là người hành pháp đúng pháp. À, chứ không phải là mình làm sai cái mình ngụy biện, mình lấp liếm, mình nói đủ thứ chuyện để mình cho người ta qua chuyện đó. À, nhưng mà thật sự cái tâm mình là mình biết mình sai. À, cho nên đây là cái chỗ mà học pháp là phải chân thật chính tự thân mình. À, đó là cái vấn đề cốt lõi trong vấn đề như vậy. Rồi, chúng ta đã học hết nhóm thứ nhất là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. À, giờ tới tâm sở, giờ hết giờ ha, tới đây ha, rồi mình vô phần câu hỏi đi, hôm nay cho thoải mái chút xíu đi ha, rồi câu hỏi đúng vui, có vài câu hỏi cho. Rồi, giờ câu hỏi cho thầy Đạo Công Ký ha. Câu 1, khi tâm sanh
thì tâm sở cũng sanh, hay khi một tâm sở sanh thì tâm cũng sanh, phải chăng? Khi tâm sanh thì tâm sở cũng sanh, hay khi một tâm sở sanh thì tâm cũng sanh, phải chăng? Làm sao? Rồi đúng rồi, câu hỏi đúng rồi. Rồi dễ quá, câu này quá dễ ha. Mời quý vị quan nghĩ lên lấy 10 điểm rồi. Xin xuống mấy nhà mời quý vị. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, khi khi tâm sanh thì tâm sở cùng sanh. Dạ, thưa đúng. Dạ, khi tâm sanh thì tâm sở cùng sanh, vì tâm và tâm sở, khi tâm và tâm sở thì đây cùng sanh, đồng sanh và đồng biết cảnh và đồng nương và đồng diệt với nhau, nên khi tâm sanh thì tâm sở cùng sanh với nhau. Con xin xuống mic để cảm ơn. Nam mô Bức Thầy Giá. Dạ thưa thầy, khi mà ấy là tâm và tâm sở thì mình nói tâm sở là một cái phần mà phụ thuộc về tâm, thành ra cái vế đầu á, khi tâm sanh thì tâm sở sanh, thì cái tâm là cái chánh, còn cái tâm sở là cái phần phụ thuộc. Thì tuy là nói là đồng sanh đồng diệt đồng biết đồng diệt đồng biết cảnh, nhưng mà thiệt ra là cái tâm nó cũng phải có sanh trước. Còn cái vế thứ nhì á, thì khi một cái tâm sở sanh thì tâm cũng sanh. Theo con thấy thì cái tâm sở nó không có sanh trước cái tâm, giống như cũng cùng một cái thầy, nhưng mà con thấy là cái tâm thì phải trước, còn cái vế sau không đúng thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Xa thứ xa thứ rồi, đúng rồi, khi tâm sanh thì tâm sở nó cũng sanh, nó là bốn ba tứ tứ đồng, giống như Kim Dung nói đó, là xa thứ là 5 điểm mình chia ý 10 điểm chia 3 nha, có Kim Dung chia là 3 rồi. Tâm sở một tâm sở sanh, tại vì cái này có chữ có số 1 nha, một tâm sở sanh thì tâm cũng sanh, phải chăng? Thì vấn đề này không xảy ra được, làm gì có một được, tâm sở là có một được. Tâm sở thì giờ bây giờ thấy tâm sở sanh thì tối thiểu là bao nhiêu tâm sở, tối thiểu là có bao nhiêu tâm sở? Bảy à, xa thứ chứ là có một được ha, là bảy tâm sở sanh là tối thiểu chứ không thể một được. Rồi à, 10 điểm cái chia mấy anh chị em chia nhau. Người 3 điểm rưỡi. Rồi câu số 2. Câu số 2. Rồi, số 2. Khi cảnh sắc xuất hiện thì nhãn thức sanh, phải chăng? Câu này dễ quá, câu này không lấy được 10 điểm là thôi. Số 2. Khi cảnh sắc xuất hiện thì nhãn thức sanh, phải chăng? Ủa MC Trọng Nguyễn rồi nó mất liên rồi không thấy bắt bài. Ở đây, này sao chậm dữ vậy ta? Khi cảnh sắc xuất hiện thì nhãn thức sanh, phải chăng? Rồi, xin mời quý vị.
Dạ thưa thầy, khi mà có cảnh á thì mình phải có cái cảnh là ở phía ngoài vô, rồi mình phải có cái căn đủ nữa, rồi mình phải có để ý, thì lúc đó cái nhãn thư cái thức nó mới sanh. Tự vì nếu mà có cảnh mà không có cái căn, chẳng hạn như là cái người đó không cái con mắt, họ bị đuôi thì họ cũng không được. Rồi có cái người á thì có cảnh tới mà cái con mắt nhưng mà họ đang mê nhìn cái khác thì họ cũng không thấy được luôn. Thành ra có phải nhiều cái điều kiện chứ không phải đơn giản là có cảnh sắc xuất hiện thì cảnh thức hoặc là nhận thức có liền, thưa thầy. Dạ con xin mời vị khác ạ. Xà thứ Nguyên Như giỏi quá ta. Nguyên Như nói không sót vậy ha. Kim Dung thì nói thiếu tác ý, thiếu ánh sáng, nói gần đúng đúng rồi, nhưng mà thiếu ngay, thiếu cái con mắt, thiếu cái nhãn căn. Giờ có tác ý, có ánh sáng, nhưng mà đuôi cũng như không. Đuôi cũng quệ luôn. Công nhận Nguyên Như dạng này giỏi quá. Alo, có nghe không? Alo, có gì? Còn nghe không? Alo. Làm máy im ru rồi. Nghe hả? Ok, rồi, xả đúng không? Thì là Nguyên Như được 10 điểm, Kim Dung được 7 điểm. Nhưng thiếu chút xíu, được 7 điểm. Rồi, xả đúng câu số 2 rồi ha. Câu số 3. Câu số 3 nha, cho Nguyễn ghi nha. Thọ uẩn có mặt nơi nào thì tưởng hành thức sắc uẩn cũng có mặt nơi đó, phải chăng? Thọ uẩn có mặt nơi nào thì tưởng hành thức sắc uẩn cũng có mặt nơi đó, phải chăng? Họ vẫn có mặt nơi nào thì tưởng hành thức sắc quẩn cũng có mặt nơi đó. Rồi ghi đúng là rồi, xà tới rồi, mọi quý vị lên lấy 10 điểm nha. Kim Dung lên chịu khó cầm mic lên thì giải thích đi chứ, rồi chát chát nha, đâu có ai biết được. Mời Kim Dung nha. Dạ con xin nói được không ạ? Dạ nếu theo thọ uẩn có mặt nơi nào thì tưởng hành thức sắc uẩn cũng có mặt nơi đó phải không? Phải chăng? Theo con nếu mà cõi nhất uẩn thì không phải vậy. Nhất uẩn thì chỉ có một uẩn thôi. Ví dụ như là cõi cõi vô tưởng thì không có tâm. Còn nếu mà cõi vô sắc thì có tứ uẩn, thì có thọ hành thức không có sắc uẩn, còn nếu cõi ngũ uẩn thì có năm uẩn luôn con ạ. Con hiểu là như thưa thầy xin giúp con ạ. Xà thú giỏi quá rồi, mày mốt lên thế đứng lớp dạy được rồi không?
Kim Dung với lại Nguyên Như chuẩn bị mở lớp, mỗi người lớp nha, là phụ nha. Nguyên Như lớp, Kim Dung lớp, hai người giỏi quá, được là thế rồi. Đồng ý thông báo nha. Cao hơn trình độ lớp mầm rồi, xa thử, xa thử. Câu số 4, câu số 4 như câu câu này cũng dễ. Sắc quẩn có thì thọ tưởng hành thức cũng có, phải chăng? Sắc quẩn có thì thọ tưởng hành thức cũng có, phải chăng? Cô bắt chữ là bắt rồi. À, ok rồi. Câu này dễ quá ha, câu này lấy 10 điểm cái một ha. Rồi mời quý vị. Dạ thưa thầy, khi cái câu này cũng tự tự cái câu hồi nãy thầy hỏi thưa thầy, tự vì nó chia ra ngũ uẩn thì chia ra một cái thì nó sắc không, một cái thì nó đi theo thọ tưởng hành thức, tự vì thọ tưởng hành thức lúc nào cũng bốn cái cũng nhập chung một lượt, rồi cái số 3 đó là sắc thọ tưởng hành chưa thức chung, thành ra khi thầy hỏi khi mà sắc uẩn có thì thọ tưởng hành thức có phải chăng, thì nó chỉ đúng với cái trường hợp á là ngũ uẩn cõi ngũ uẩn thôi, còn nếu mà cõi tứ uẩn thì nó đâu có sắc ở trong, còn nếu mà cõi sắc uẩn thì nó lại không có thọ tưởng hành thức, thành ra cái câu trả lời của thầy, câu hỏi của thầy không có đúng mà chỉ đúng trong cái trường hợp là cõi ngũ uẩn thôi. Dạ con xin xuống ạ. Xà thử, xà thử, giỏi quá trời thôi, xuất sắc luôn, xuất sắc trong giai tỳ nữ luôn. Xuất sắc rồi, quá dữ luôn. Rồi câu cuối cùng nha, câu cuối cùng à. Khi tai nghe cảnh thinh, khi tai nghe cảnh thinh, khi tai nghe cho Nguyễn chết cũng giờ đọc chậm chậm chết cho kịp nha. Khi tai nghe cảnh thinh làm duyên cho sự thích và sự không thích, vậy khi tai nghe cảnh thinh làm duyên cho sự thích và không thích, vậy điều nào là thiện pháp, điều nào là bất thiện pháp? Rồi, okay. Sao xong ha, câu chót dễ quá ha, câu chót này mời quý vị lên lấy thêm 10 điểm. Đó. Dạ, thưa đại kính chào đạo tràng. Khi tai nghe cảnh thinh mà duyên cho sự thích hay không thích thì tất cả đều là bất thiện cả, không có cái nào là thiện, vì thích thì là tâm tham và không thích thì là tâm sân. Dạ con xin xuống đích. Cảm ơn. Dạ thưa thầy, theo câu trả lời của con á, thì thầy nói khi tai nghe cảnh thinh làm duyên cho sự thích và không thích, thì con nghĩ cái tâm này á, là cái tâm vô nhân, nó là cái tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân hoặc là quả bất thiện vô nhân, thì khi mà mình nghe nó chỉ là một cái quả của những cái chuyện về trước thôi,
Nó chỉ là nghe thôi, nó dùng cái tâm xả để mà nó nghe. Thành ra khi thích hay không thích là cái một tâm khác nhảy vô nữa. Thành ra khi mà thầy hỏi như vậy á, cái vế thứ nhất á, thì tai nghe cảnh nó là cái tâm vô nhân, còn cái sự thích không thích á, là một cái tâm khác nó nhảy vô, tham sân si. Thành ra hồi xưa con nhớ là thầy dạy á, khi mà mình nhận cái quả thì mình chỉ biết đó là nhận thôi, còn mà mình sân si hay là mình cái làm gì vì cái quả đó ra là mình cẩn thận chỗ đó, nếu mà mình có giữ chánh niệm á thì là mình sẽ được cái tâm thiện ngay đó, có quả thiện sau này. Còn mình mà không có chánh niệm á, mà mình nổi sân lên á, thì cái đó là một cái khác nữa, và cái đó là hai vế khác nhau, thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. xa thứ ai cũng trúng hết, nhưng mà cũng còn thiếu sót một chút. Giờ tai nghe cảnh thinh làm duyên cho sự thích và sự không thích. Bây giờ sự thích này là thiện hay bất thiện? Hello, sự thích là thiện hay bất thiện? Thích là tham, là bất thiện hay không? Bất thiện. Rồi, xa phải bất xa. Nhưng mà sự không thích, thì không thích là thiện hay bất thiện? Thích là sân, sân, bất thiện. Chưa chắc à. Không thích chưa chắc là bất thiện rồi nha. Đâu có nói là ghét đâu, bất thiện. Bây giờ mình thấy cảnh cảnh âm thanh hay nhưng mà mình không thích lắm, mình giữ tâm bình thản, mình không thích thì mình đâu có tâm sân nữa. Tùy theo cái tác ý của mình đâu có nói là mình không thích là tâm sân nữa, khi nào ghét mới là tâm sân, không ưa mới là tâm sân, đúng không? Nghe âm thanh nghe thấy ghét là tâm sân, là sân. Nhưng mà nghe mình bình thản, mình không có thích hay cũng không thích luôn, thích cũng không mà không thích cũng không, thì vậy mình chưa chắc. Nó tùy theo đó, cái chỗ này mình để cái từ ngữ mình chơi chữ cái chỗ đó. Đó là vấn đề, nếu mà nói bình thường thì không, không người ta thường thường ta nghĩ là không thích là ghét, mà thường thường là mình nghĩ vậy, không thích là ghét, không ưa, bực bội. Nhưng mà không thích là chưa chắc, là không thích nó còn có ý nghĩa là không có bám víu, không có dính mắc, cũng vẫn là không thích, đúng không? Rồi đó là cái câu cuối cùng hôm nay chúng ta hoàn mãn xong cái buổi học là được tốt đẹp. Khi mình không thích tầng thiền thấp, muốn muốn lên tầng thiền cao hơn, nói mình không thích tầng thiền thấp đó hả? Khi mình không thích tầng thiền thấp tức là mình có cái sự mà thấy cái tầng thiền, ví dụ như mình thấy sơ thiền nó là thô, nó còn thô tháo, nó còn phải có tầm tứ vĩ lận, nó còn có chi tầm, nó thô thì mình thấy nó còn chưa được rốt ráo, chưa được vi tế, mình không còn thích cái đó nữa, mình muốn tiến hơn, mình muốn từ bỏ cái đó, mình đi lên tầng thứ hai. Thì như vậy đó là như vậy, đó là chúng ta có cái sự mà muốn muốn tiến hóa, muốn đi lên đó. Nhàm chán những cái thô thiển, muốn tiến lên cái cao hơn, để chúng ta vượt lên cái bậc cao hơn từ từ từ. Sơ thiền, nó nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và thấy sắc giới cũng còn thô, bỏ sắc giới, nhảy qua vô sắc, không vô biên, thức biên, vô sở hữu, vi tưởng, vi tưởng, liền cho tới xong hết tất cả những tầng thiền nó xong, và xả ra lại thấy cũng còn tham sân si đầy đủ, không thiếu hết, lâm ra là nhàm chán, nhàm chán, không còn ưa thích, không còn dính mắc cho nó nữa, bỏ đi qua tu theo đạo siêu thế, thành tựu sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thành tựu chánh trí, giải thoát vượt khỏi mọi sầu ưu phiền khổ não. Đó là cái vấn đề mà do cái sự mà trí tuệ của mình tiến hóa từ từ lên như vậy. Rồi sa thú, hôm nay chúng ta học được những bài học học về giới phần, rồi mình còn ba cái giới phần, rồi hai tâm vô lượng phần và một cái tài quyền, tức là còn tới sáu sáu tâm sở nữa là dứt phần tâm sở. Rồi xin mời, do cái phước báo mà mình chưa học hôm nay, nguyện cầu cho
tất cả những phước báo này ha, cầu cho tất cả nhân như trong cái dịp lễ này nè, trong cái dịp mùa dịch này, nguyện cầu cho phước báo cho tất cả những chúng sanh luôn được sự bình an, vượt qua khỏi cái cơn nạn dịch này, và cầu mong cho tất cả chúng ta luôn được thành tựu những cái trí tuệ và được sự an lạc hạnh phúc trong cái đời sống. Dạ, Nam Mô Bụt Đà. Xin mời MC. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Thầy giá. Dạ con nguyên như con xin kính thay mặt lớp học tri ân thầy kinh rất là nhiều vì những lời dạy và những câu hỏi hay của thầy. Dạ hôm nay là con không có thấy sư Nguyên Thông vào lớp. Dạ con xin nay bạch sư. Dạ sư Tâm, con bạch sư, con không biết sư có còn nghe được âm thanh của nguyên như bạch sư Tâm. Dạ, con xin dâng bích lại cho sư ạ. Mô Phật. Thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh Milinda rất nhiều. Đã hoan hỷ từ bi giảng dạy Phật pháp. Kính chúc thầy được an vui khỏe mạnh. Kính chúc đạo tràng được an vui thanh tịnh. Bhava tu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nuva vena sada sotthi bhavantu te. Bhava tu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuva vena sada sotthi bhavantu te. Bhava tu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuva vena sada sotthi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ông Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mời Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, và một lần nữa cũng xin tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy cho chúng con bài học cho ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua ta sanh ti vi hà ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha thân ca vô xa ra mi ca đà na pa ti u ba sa ca Gamma cha đề sa ni gamma cha y sa ra sam ba na phu ta sukhi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang tha thư chi răng sa tăng thầm mạnh tha ra chỗ anh tha ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri nô gúa thân sam ba bù thê yam ba quê tị tê y đằng nô nha tị năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha tị năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha tị năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai
tối thứ hai ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ ba ở Việt Nam, chúng ta sẽ lại được học tiếp tục chương trình Ngài Quỷ Sự do Sư Pháp Thanh đảm trách. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.